Để bắt đầu chương trình giao lưu, kính mời bà Nguyễn Lệ Hằng, trưởng ban đại diện hội người cao tuổi huyện Nhà Bè lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời bà. Chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam 6 tháng 6 1941, 6 tháng 6 1983. Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vận động viên, hòa trong không khí cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5 tháng 6 1911, 5 tháng 6 2023, và các cấp hội người cao tuổi tưng bừng chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam 6 tháng 6 1941, 6 tháng 6 2023. Hôm nay ban đại diện hội người cao tuổi huyện Nhà Bè phối hợp trung tâm thể dục thể thao huyện Nhà Bè tổ chức chương trình giao lưu thể dục dưỡng sinh và đón xuân cổ năm 2023. Chương trình giao lưu thể dục dưỡng sinh đã thành thông lệ hàng năm được trung tâm thể dục thể thao và ban đại diện hội người cao tuổi huyện Nhà Bè tổ chức để chào mừng ngày quốc tế người cao tuổi và hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 này. Hai đơn vị phối hợp tổ chức giao lưu thể dục dưỡng sinh lấy ngày 6 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Thông qua chương trình động viên phong trào tuổi cao vươn sáng, phong trào rèn luyện thể lực thể thao, khỏe sống vui, sống khỏe, có ích cho người cao tuổi. Đồng thời tạo sân chơi, tạo nơi hội ngộ, chia sẻ kinh nghiệm đam mê thể thao. Qua đó cũng bày tỏ tinh thần giao lưu học hỏi, hiểu biết lẫn nhau của đông đảo người dân và người cao tuổi trên địa bàn huyện. Một lần nữa, kính chúc quý lãnh đạo, quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các vận động viên của chúng ta múa thật dễ, thật hay để chương trình giao lưu hôm nay thành công tốt đẹp. Tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình giao lưu thể dục dưỡng sinh và múa dân vũ năm 2023. Xin trân trọng cảm ơn. Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào.
ngày nào còn chìm trong khói bom mà giờ đây cất cao lời ca vang. Một ngày cha ông hoang danh núi sông, một ngày đất nước đứng lên thành mình, ngày rừng xanh cùng bao cánh tay, ngày hôm nay bước lên cùng anh em. Mảnh đèn năm xưa treo trên đất đầu, giờ đây đã hóa những thân lụa vàng, người vào trong từng trang sách thơ, chờ tương lai trái tim mỉm cười. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết Nam giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau vang danh non sông trái tim Việt Nam. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau vang danh non sông mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau vang danh non sông trái tim Việt Nam. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công